tưới cây cho ngoại đi. Đi con, đi tưới cây nè con. Đi tưới cây cho ngoại. Đừng có chạy con ơi. Cây là hòa mình vào thiên, nhớ nghe chưa, ăn xong rồi hết ngọt là nhả ra nha con. Kiếm một cái kiếm cái chỗ nào cái thùng rác á, mình nhả ra nha con. Rồi, ngoại làm sao chỉ cho chay đi. Đây nè, chay tưới nha. Cái gì chay? Chay ơi, mẹ lấy dài mang vô con nghe chay. Sao không? Hả? À, nhả ra nè, bỏ vô thùng rác. Ngoại ơi, rác đâu ngoại? Bỏ vô chỗ. Bỏ chỗ này đi con. Bỏ chỗ đó đó con. Nhả chưa? Nhả chưa? Trời ơi, có cái hộp đồ chơi đã chưa chưa? Đi chạy đâu ạ? À? Chạy đâu á, không có ăn những cái trong này nghe chưa, chỉ ăn những cái ở ngoài thôi nghe chưa. Wow. Ôi, trời wow, gì đổ ra hết rồi. Ồ, chay đang bào chế một loại thuốc phải không, một loại thuốc để uống ra trẻ mãi không già phải không. Trời á ơi, nó già vô cái áo đó đó. Trời ơi, cái áo với chai nước gì giống nhau dữ trời. Bà ngoại năm mới mua cho chay cái gối với lại cái mền của Frozen phải không, của Anna Elsa phải không. Sướng quá trời sướng luôn á, đồ quá trời đồ chơi luôn, quá trời đồ đẹp luôn á. Ngoại năm mới mua cho mấy bộ đồ đẹp đó hả? Hả, mấy bộ đồ đẹp đâu ta, đi giặt á, để bỏ vô đây nè, còn vô cái bỏ dưới đất tùm lum nè, đi mua cho nó hả, dỡ với lại cái này nè, cái nắp này nè. Đi quên đem theo nắp này ra cho bà tự đi vệ sinh bà. Này gì đây? À, này bánh trái nè, đây nè. Mền nè, mền Frozen đâu nè. Chút giặt. Giặt xong rồi chơi. Đã quá. Ừ, Frozen đó con. Rồi à, còn mua cho bình sữa nè, đây. Lớn rồi, lớn còn mua bình nữa nè. Rồi mua thêm dầu gội đầu nè. Thấy không? À, ngoại mua cho mấy bộ đồ nữa nè, đồ dễ thương không? Đồ. Để giặt xong đi. Giặt xong này mai mốt bạc. Đây nè, mày mua cho hai bộ đồ đó. Mình sửa này chút nữa là cái này là tại vì á, mai mốt mà khi mà Ngọc có em bé thứ hai rồi đó, Ngọc sẽ chia sẻ mọi người cái cách mà Ngọc mua đồ cho mấy đứa con bé, rồi những cái cách mà Ngọc chọn bình sữa hay là chọn sữa cho con uống rồi này kia. Ngày xưa lúc mà mới có chay á, Ngọc chưa có, Ngọc là ngại chia sẻ mấy chuyện đó, nhưng mà bây giờ là Ngọc có nhiều kinh nghiệm, tại vì mọi người hỏi nhiều quá đó, thì Ngọc mới ngày xưa là Ngọc tự nuôi chay, Ngọc sữa xài sữa gì, uống sữa gì sao Ngọc ít chia sẻ, nhưng mà nếu mà Ngọc có đứa con tiếp theo, Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người cái gì sao. Ngày xưa Ngọc cũng suy nghĩ tới cái hiệu này nè, nhưng mà Ngọc cũng thấy cái hiệu này Ngọc chưa thích, nhưng mà bây giờ hả là đi mua là chỉ xài trong vòng mấy ngày thôi. Hả, đi xuống hả con? Đi xuống làm chi vậy? Để mày đi xuống, mày vô mày rửa cái bình sữa này để cho tối này con uống sữa luôn nha. Rồi đi vô cái lấy hello Su. Su đâu Su? Hello bà là đây con. Rửa bình sữa để tối chay có sữa chay uống. Rẻ, mấy bình sữa này rất là rẻ luôn, 3 bình mà có 10 mấy. Bà ngoại ở ngoài đằng sau, bà ngoại tưới cây, con không có chịu ra ngoài con tưới cây chứ bà ngoại giận vô đang kêu bà ngoại. Dr. Brown này nghe nói cũng tốt, cũng ok, nhưng mà không biết lý do là sao. À, tại vì Ngọc thích cái bình bằng thủy tinh chứ Ngọc không thích bằng nhựa, nên Ngọc hối chọn Dr. Brown. Giờ thì chay lớn rồi, uống gì cũng được, không có còn matter nữa, chứ hồi nhỏ Ngọc rất là picky trong cái việc mà chọn cái mấy bình sữa bình đồ này uống nè. Rồi tối đây ngủ đây với ba là nha. Tối đây ngủ đây với ba là nha. Hello con, hôm nay để mày đi rửa bình sữa ra rồi uống. Đó cô chú thấy không,
Đây, đi mà cũng vẫn đem dĩ hoa nghệ tây theo để ship cho cô chú nè. Nhà còn chuẩn bị là còn nhiều lắm, còn khoảng mấy trăm hộp nữa ship qua đúng cái địa chỉ của chú Bình luôn, tại vì Ngọc ở đây rất là lâu. Nên là cô chú cứ liên hệ 248-495-3245 nha. 248-495-3245. Nếu mà muốn mua nhị hoa ngày Tây, Ngọc vẫn ship bình thường. Bao thư, bao đồ có đầy đủ, nhị hoa ngày Tây có đầy đủ cung cấp. Không bỏ. Chay, đừng có bỏ vậy con. Đồ ăn mình đừng có bỏ dưới đất như vậy. Rồi, bây giờ nè, con bỏ vô cho mẹ đi. Bỏ vô cho mẹ coi coi, Ủa? Rồi, con bỏ vô cho mẹ coi đi. Đúng rồi. Rồi con bỏ vô đây, mẹ để đây. Đây con đưa cho mẹ, để mẹ nói cho con nghe nè. Từ hồi chiều tới giờ con ăn rất là nhiều kẹo rồi. Thì bây giờ cái này mình sẽ để lại vào ngày mai. Ngày mai mình ăn nha con. Nha con. Ok, giỏi. Chứ con từ hồi chiều giờ con ăn rất là nhiều kẹo rồi. Bây giờ mẹ phải cho con ăn ăn phở, ăn ấy rồi. Chứ con không có được ăn mấy cái đồ ấy nữa. Rồi con có biết cái bình này bình gì không con? Cái bình này là cái bình sữa đó con. Để tối nay mẹ làm sữa cho con uống nè. Con có thấy mẹ thương con không? Con có thấy mẹ lo cho con từng ly từng xí không? Dạ. Sau này mẹ già con nhớ lo cho mẹ lại vậy nha. Dạ. Con nhớ thương mẹ nha. Con đừng có hắt hủi mẹ nha. Dạ. Sao? Có tưới cho ngoại không? Con tưới cho ngoại không? Nó là cũng là một đại làm biến đó. Nó lóc nước lại cho nó tưới. Ừ. Đi mà đi hái dâu, đi hái chơi đi, được kêu nó hái, nó không hái được nha bác gái nha. Vậy hả? Ừ. Đứng nó chơi không, nó làm biếng lắm đó, nó không, không hái. Trời ừ. Ơi. Cũng là một Huỳnh đó. Bà ngoại mà nhắc tới Huỳnh là bà ngoại biết liền hả? À. Ừ. Rồi con su liếm con hả? Ừ. Đó, cái gì đó, ăn gì đó. Không bơ à. Huỳnh làm biếng nè, Huỳnh Trí Chay nè, rồi cũng một trong những danh sách làm biếng á. Gì vậy con? Chay ơi, ở đâu mà con có kẹo con ăn hoài vậy? Mẹ lấy lại rồi mà sao con có ăn biết đó Chay hè? Chi lọ đó Chay hè? Ồ, mẹ biết cái gì rồi. Ok, những cái chai này nè là để sản xuất nước hoa. Đó, con phải đổ mấy cái này vô để con sản xuất nước hoa của con. Đây. Hả? Nắp văn rớt rồi kìa, nắp văn rớt đằng kia rồi con. Qua nhà ông bà ngoại, trời ơi, rộng rãi, nó chạy tung tăng. Nó tung tăng từ trên lầu xuống dưới đất ra tới ngoài sân đã hả chay hả? Nhà ông ngoại rộng khỏe con ha. Nhà mình chi có chấm bấm chấm hiến này. Mẹ ráng để dành tiền mua nhà bị cho chay ở nha. Cho chay chạy nha. Dạ đấy con. Ừ. Đây nè cô chú ơi. Cô chú ơi. Trời ơi, hỏi đây nè cô chú ơi. Cái nó đứng lên nó kêu cô chú coi nhìn nè. Mẹ mua cho bộ đồ đó. Rồi còn gì nữa. Cái mền Elsa đâu, nằm xuống ngủ đây. Hello, and Anna. À. Elsa. And đúng rồi. And Anna. Ừ, con nằm xuống ngủ làm sao nó tự động đó. Nó thấy nè cô chú ơi, cái là nó phe liền. Rồi nằm xuống đây. Nằm xuống đây mẹ phụ cho con, có cần mẹ phụ. Trời ơi, trải cho thẳng ra đó đó. Con gái nết na chưa vậy hả? Gái quá trời nết trời na luôn á. Ui chà, trời ơi sao mà nằm xuống. Ui chà ơi. Được đời không? Ui chà ơi, được đời không? Rồi, con gái ngủ đi nha. Con bé. Ừ, Anna đó hay sao? Đúng rồi. Nằm xuống đi con. Ui chà ơi, cục đàn của mẹ. Sữa. Để mẹ giúp, mẹ đút sữa cho cục vàng nha. Mẹ đút sữa cho em bé nằm xuống đây. Nằm xuống, em bé đừng hóc. Chà, uống vậy nha. Để mẹ cầm cho, đừng cầm, để mẹ cầm cho. Đừng có cầm. Hả? Ừ. Lớn già đầu 3 tuổi nằm bú sữa. Trời ơi, hai chị ơi. Trời ơi anh à. Ôi ơi, thấy thương má thì sao. My Elsa. Elsa đó. Giờ nó là cái gì mà Elsa với Anna là được chứ nó.
ôm xà với nà đi con, xà với nà. Con không khỏi nói eo xà với a nà chi cho nó lâu, con nói xà. Con nói đi xà và nà. Nói đi chay. Nói xà và nà. Trời ơi. Trời ơi. Nói xà và nà. Xà và nà, nà và xà. Chị bữa nay có một cái chị bạn qua chơi. Chị này là hàng xóm đối diện ở nhà của ông ngoại năm, bà ngoại năm, là fan cứng của chay luôn cô chú. Chị nghe nào cũng coi chay hết đó. Đây cô lại đây cô nói cho cô nghe coi. Mẹ con sao? Mẹ con ngày nào cũng tối nào cũng mở chay lên coi hả? Con biết nói tiếng Việt không? Trời ơi giỏi á. Giỏi á. Con biết nói tiếng Việt là giỏi nè. Bây giờ con chơi với em trai, con nói tiếng Việt với em trai nha. Dạ. Chứ con đừng nói tiếng Anh với nó không biết tiếng Anh đâu. Em trai nó không biết tiếng Anh. Rồi đưa cái đàn cho mẹ, mày ngồi mày đàn bản nghe mày hát coi. Đưa giùm cho cô cái đàn coi. Đưa giùm cho cô cái đàn coi con. Gì con? À lấy ghế ngồi, rồi lấy ghế ra. Rồi con thích chơi ngồi chỗ nào con ngồi chỗ đó. Đúng rồi Bành đó, đúng rồi giỏi. Lên ngồi đi. Màu đó màu gì vậy? Màu pink hả con? Màu quay. Màu quay với màu pink đúng rồi. No, sao? Cái gì vậy? Ôi đất ơi, đưa đây. Trời đất ơi. Nó lụm được cục kẹo hôm qua, nó thải rớt dưới đất là bỏ miệng ăn. Có được đâu, có được đó không? Không được chay à? Dơ lắm chay. Kỳ lạ ghê đó, đúng rồi, bỏ ra. Kỳ thiệt chứ. Màu này phải màu blue, màu này màu green. Màu green, màu pink. Màu green, màu pink, đúng rồi. Gì con? À, trời ơi, con bà gác cái chân bà lên, con người xu rồi. Trời ơi, trời. Nhẹ thôi. Chị đợi. Nhẹ, để tay xuống. Kêu để tay xuống. Để tay xuống đi xu. Để tay xuống. À, đó. Gì? Để tay xuống đi Su ơi. Trời. Nhẹ thôi. Đúng rồi. Đừng có làm em đau nghe. Nội em nghe con. Người ta đang ngủ kìa, tao wake up. Không được hả, bồng vậy nó bồng xu mà nó bồng được tội chưa. Ờ xu bồng con thì có lấy cái thùng ra. Ừ lấy cái thùng ra rồi sao nữa. Bỏ rồi bồng xu đi, bồng xu đi, bồng đây. I can't. Con nói đi, con bồng không được. Đúng rồi. Wow. Coi cái chân kìa, bầm tím bầm ấy rồi không ha.